Ok, hôm lên em, hôm nay chúng ta lại chơi một game mới. Game này có tên là Marvel Midnight Sun, giống như tấm hình anh em đang nhìn thấy đây. Đó. Buổi chiều đêm trăng vàng nhưng chúng ta có ánh mặt trời rồi nó đổi tấm hình nền ở đây rồi. Lý do sao chơi con này á là vì tuần trước, thứ bảy tuần trước tôi nằm mơ thấy là có một ông chú làm ở bên mà Epic bảo là từ nay Epic sẽ phát miễn phí con Marvel Midnight Sun cho anh em. Đó. Thứ bảy tuần trước tôi mơ thì chắc tầm ngày mai là anh em sẽ biết cái mơ hay thực này nó xảy ra thôi. Thì theo truyền thống hàng tuần á, Bích sẽ cho một con game miễn phí. Thì tầm một ngày một giờ nữa, tức là tầm tầm này ngày mai á, ngày mai thêm một tiếng nữa. Tức là lúc anh em xem video này thì khoảng vài tiếng nữa nó sẽ mở thêm một con game miễn phí ở đây nữa. Thì tôi nghĩ lần này nó đúng là con Marvel Midnight thôi. Đây, Marvel Midnight, chúng ta lướt vào cái trang tìm phết cái đó. Đây là một con game mà chủ đề Marvel nhá. Anh em nhắc đến Marvel thì chắc anh em nghĩ ai đến những cái gì anh em đang nghĩ rồi. Có khá nhiều nhân vật trong cái vũ trụ của Marvel ở đây luôn. Tôi thì chỉ biết mỗi nhện nhỏ này thôi, nhện đen này thôi, đúng là đen thiệt luôn nè. Cái này hình như là cái phim cổ lắm rồi, tôi xem hồi nhỏ là thanh niên này cũng chuyên gia đi săn vampire á, chơi vi sinh cũng thấy có nhiều cái nhân vật giống giống thanh niên này. Cái này là Ghost Rider, biết cái này, biết cái này lồng đèn xanh phải không? Không, không thấy ai giống lồng đèn xanh, nhưng thấy có bác sĩ lạ ở đây nè, đây người bằng ủi nè. Với cái đỏ đỏ này nhìn quen lắm, tôi quên tên mất tiêu rồi. À, Galaget gì đúng không? Cụ đi đỏ. Đây, con game này như anh em thấy, nó là cái dạng thẻ bài. Một con game chính chủ Marvel nha, nó ra cái mắt cũng mới cách đây khoảng là 5 rưỡi thôi. Đây, 5 rưỡi gần 2 năm thôi. Game này nó rất là hay, tuy nhiên là cái giới phê bình đánh giá cũng rất là tốt luôn. Có điều cái doanh số nó không đạt được như mong đợi. Mặc dù anh em nhìn cái lượng đánh giá cao như thế này nè, nhưng cuối cùng thì nó lại đã không được như kỳ vọng. Tôi cũng thử qua rồi, vô setting con game thấy nó tương đối ổn áp đó. Đồ họa con này nó tương đối bình thường, nhưng mà cái gameplay nó thì được đánh giá khá là cao. Chúng ta lướt lướt vào cái trailer đi. Game này thuộc thể loại là tin bay tactics giết bui, tức là những cái thẻ bài nó dựa trên yếu tố chiến thuật của mình, đánh theo được thôi. Anh em thích cái dòng mà Marvel á thì chơi con game này bình thường cảm nhận cũng được, còn anh em thích cái mà lối chơi như tôi là cái lối chơi tin bay tactics mà thẻ bài á thì anh em vẫn có thể thử qua như tôi. Venom nè, nhìn là biết Venom này máu mẹ bạo lực quá vậy. Cái lồng đèn xanh đúng không? Không, lồng đèn xanh là ánh sáng chứ không phải bằng cái khối bụi gì đâu. Này đây, Mother hả? Cái này là giới thiệu cái đoạn trailer mới bây giờ. Cặp nè. Rồi, chúng ta vô game thứ hai, nước lướt sơ như nó thôi. Ngày mai thì tôi không biết đúng hay không nha. Tôi đoán đoán gì đó. Gọi là nằm mơ ngủ thì cũng đâu có ai biết được. Mơ ngủ thấy nè, tôi biết bảo từ sau là Marvel Midnight. Rồi. Hy vọng là đúng game này đi. Chúng ta bắt đầu vào game thôi. À, game này tôi chơi trên mà Steam nha anh em. Trên Steam á mình có thể bài phát nó. Sao game đang chảy? Trên Steam á mình có thể bài phát được cái launcher 2K của con game này. Cái launcher 2K nó rất là nặng luôn. Gì kỳ vậy ta? Nó báo mà gin bọng gì nè. Đây, anh em thêm cái đoạn code này vào. Cái này là cái đường dẫn đến cái file mà midnation.exe của anh em. Anh em thêm cái đoạn phần trăm commander vô ngày sau này là xong. Thêm cái đoạn này vô á, thì nó sẽ bypass được cái launcher 2K của game này. Game này là của nhà phát hành 2K nha. Tôi khá là ghét cái launcher của họ luôn, nó rất là nặng, gần như không có tối ưu gì cả. Thấy quái nào đấy? Chém vô game mới nói gì? Rồi, tắt được rồi. Rồi chúng ta vô game, lần đầu tiên chơi từ bữa nay mà nó còn đối xử với tôi như vậy đó. Rồi, chúng ta vô game. Ok đó. In Guild in nè. GeForce GTX à, nhắc cái mà Nvidia này á, anh em nào mà có cái card Nvidia mà đời 1000 trở lên á, khoảng 1030, 1050 Ti rồi chẳng hạn á, đổ lên á. Anh em có thể lên cái trang mà GeForce của Nvidia, GeForce Now á. Anh em nhận cái phần thưởng là cái gói PC Game Pass 3 tháng. Để tôi lục lại cái link cho anh em.
Rồi, phần thưởng là cái gói mà PC Game Pass 3 tháng, anh em có thể chơi rất nhiều con game miễn trên này luôn. Nó như một cái gói mà đăng ký hàng tháng của Netflix vậy đó. Anh em có cái phần mà kỳ vật này, nó dành cho những cái con gạt màn hình mà Nvidia. Như tôi AMD thì tôi không có nhận được, nhưng mà tôi kiếm gạt đó để tôi nhận được thôi. Coi cái quy trình nó làm sao. Mình cứ lên đây rồi mà nó có hướng dẫn từng bước này nè. Anh em tạo tài khoản Nvidia rồi đó, rồi bắt đầu làm theo từng bước như thế này là sẽ nhận được cái mà gói PC Game Pass 3 tháng chơi game miễn phí luôn. PC Game Pass thì tôi đăng rất là nhiều lần rồi. Đó, nó có rất nhiều game trên này, anh em có thể lên và chơi nó. Hoặc là anh em muốn mua luôn thì 60 ngàn tháng, 25 ngàn này là nửa tháng. Đó, hiện tại đang có rất nhiều game mới. Còn ba God of Fallen luôn nào, Firework. Còn Pháo Bông, Moving Now. Con này con game xây dựng tôi đã chơi đứng thời gian rồi. Sinu Saga, Hellblade 2. Có rất nhiều game trên này anh em có thể thử qua. Có cả Fanworld, Dialo cho anh em luôn. Rất là thú vị với con mà Manolo luôn nè. Anh em có kẹt thì cứ lên đây nhận nha. Đó. Gõ cái từ phá này vô là nó hiện ra ngay đầu trên Google luôn. Đó. Rồi chúng ta vô game đã. Vô game. Lấy game. Option. Chúng ta vô cái phần video trước. Game này thực ra là nó không có nhẹ nhưng mà nó cũng không có nặng lắm. Con máy cùi cùi của tôi nó vẫn chơi được thì anh em cứ yên tâm. Graphics thì một vài cái tôi để mức rất là cao, một vài cái thì tôi để medium thôi. Cái này là cái vẽ xung quanh nè, là dễ bình thường. Còn cái này là cái tán lá, tức là anh em nhìn cái cỏ cây nó có chân thực hơn không á thì tôi bỏ cái này luôn. Còn cái này phản chiếu bề mặt như Jason thì con máy của tôi nó không chịu nổi đâu. Depth of Field là anh em sẽ nhìn được cái vùng chính giữa này, những cái vùng mà ở xa ở xung quanh làm xa nó sẽ mờ đi rất nhiều, nhìn rất là khó chịu luôn. Motion Blur thì khi anh em chuyển động nhanh nó sẽ làm mờ mọi thứ nên cũng rất là khó chịu. Nên cuối cùng là hai cái này tôi ọp hết. Bất cứ game nào tôi cũng ọp hai cái này, trừ mấy con game chuyên đua xe thôi. Cái phần bóng tối với cái phần sương mù này thì tôi cũng để ở mức thấp luôn. Đó, phần bóng nè, đổ bóng rồi nè. Rồi, bây giờ chúng ta vô game đã. Vô game. Có chế độ dễ. Rồi rồi, tôi muốn chơi cái chế độ khó này mà nó chưa có mở anh em ơi. Tiếc. Chứ bình thường là tôi chơi mấy game này chế độ siêu khó không à. Ôi vãi gì vậy? Anh hùng 1, anh hùng 2, anh hùng 3, Ultimate 1, 2, 3. Chơi loạn mắt luôn à. Máu quân địch cộng 125%. Điên à. Chơi thử cái hướng dẫn đương nhiên rồi. Đây ạ. Cái A bay gao này nó chứa rất là nhiều bí ẩn luôn. Kiểm tra cái thư viện ở Agatha để tìm thêm cái manh mối. Nó lót test đâu hay gì mà nó chậm dữ vậy ta. Game này nó cũng khá nặng đó, tôi tải về với 60 GB rồi. Tiếng đệm lớn quá. Hai thiên ga ở đâu đây? Giống như một cái lăng mộ vậy đó. Tin gì tôi không? Tin gì tôi không? Chủ quán này có cái gì đây? Thằng nó dạng như tướng vậy đó. Nó nghe có cái gì đó ở đây nên nó mò đến, nó xem. Hay hi ra, rồi con bạch tuộc rồi phải không? Hay ở đầu lâu? Mẹ đang ngủ, điềm báo thiêng liêng, hãy thức dậy và tuyên bố những cái gì thuộc về mình. Trỗi vậy cùng ánh trăng của bóng tối. Giống mà vi gây sinh quá vậy. Trỗi dậy một con mà vampire như trong vi gây sinh với lại game luôn nha. Có gì đâu. Trình diễn thú vị đó, tiến sĩ. Lần tới hay gọi Zemo đi. Đi. Vigation, Lilith hả? Lilith nghe quen quen á. Tôi cũng biết đây là một nhân vật có số má lắm. Nhưng mà tôi chả biết ai bên Marvel cả. Đứa trẻ của ta. Vì đang ở đầu đứa trẻ của ta. Rồi xong.
Má quên hit luôn. Tôi là mấy anh lính này là tôi cắm đầu tôi chạy rồi đó. Thường mấy nhân vật đeo kiếm không có chết đâu. Xương gò má nhọn như thế không? Giống anh vừa ra rồi. Toàn bộ mấy anh lính là đi luôn hết rồi. Giới thiệu nhân vật Lilith trong Marvel mà tôi cũng không biết nhân vật đó là ai nữa. Nên chào Wiki chơi cho biết không? Hay là để nó bí ẩn đi đi. Khi nào xuất hiện lần nữa thì chúng ta sẽ chào Wiki nó. 6 tháng sau. Chúng ta ở đâu như một cái vùng mà hoang mạc ở Texas vậy đó. I can feel it rocks. Trouble in the air. Johnny Lades hả? More innocent blood joining you soon. Tôi có thể cảm thấy nó hòa tan vào những không khí chơi dơ không? Magic castle, you ain't welcome here. Johnny Lades khởi nguồn nguyên gốc của là God Rider luôn. Ây da. Người không thích bạn. Đây là bác sĩ lạ, tôi nhìn là biết rồi. Đang giới thiệu này, ông này là gì? Pháp sư tối thượng phải không? Bác sĩ tối cao. Gọi nó là định mệnh, câu trả lời là không. Đây là người bạn ủi của chúng ta nè. Đi 5.000 dặm lên đây để hỏi ông đó về thông tin nhiều cái gì. Ông không biết chúng tôi là ai à? Ông không có gây gặp trên phim mà. Hôm nay dạng như ông méo quan tâm hàng này đó. Hai thanh niên này thì cảm thấy là có một cái dòng chảy phép thuật ở đây đang thay đổi rất nhiều. Nó không còn tự nhiên như cũ nữa. 2 cộng 2 bây giờ chưa chắc bằng 4. No, you look like you should be bouncing for the double deuce. Listen, all I know is hell's coming, and my pal here says you can help. Cái gì? That's where you're wrong. Hell's not coming. Địa ngục đang trỗi dậy, tôi cần một sự giúp đỡ thôi anh. It's already here. Headshot. You're welcome, Roboman. Roboman. Bạn ngủ chưa? Iron Man. Roboman. Nó giới thiệu về Roboman luôn nè. Triệu Phú, nhà đầu tư. Rất là nổi tiếng. It's okay. It's fine. I know what he meant. Đây, đây là thẻ bài. Chào mừng đến lấy cái này. Lấy in card. Cách để mà sử dụng những cái card này. Có 3 cái loại card chính là card tấn công, card kỹ năng và card anh hùng. Chơi mỗi card cái gì sẽ tốn một cái lay card để cái điểm action point đi chơi để cái card lay nó. Nói chung là số 3 này là cái điểm action point á. Chọn card bằng chuột trái chạy mấy cái đó cũng đi nữa. Nhưng khóc em. Nè sử dụng cái card attack này. Attack thì sẽ gây sát thương cho quân địch. Mỗi cái attack á thì sẽ cho mình một cái điểm anh hùng khi mà sử dụng. Một vài cái thẻ tấn công nó có thể gây hiệu ứng đẩy lùi hoặc là chón luôn. Là cái này là 5 đam. Cool. Mình còn 2 kẹt lay với 1 điểm anh hùng. Double kill. Đây là cái kẹt anh hùng của chúng ta nào. Khi sử dụng kẹt anh hùng thì nó sẽ cần cái điểm màu vàng vàng bên đây gọi là cái điểm anh hùng á. Hồi nãy tôi là cái điểm anh hùng này là không. Tôi chơi hai cái kẹt đánh thường á thì nó lên được 2 điểm. Nó ghi ở đây nè. Khi sử dụng cái kẹt attack, kẹt tấn công á thì nó sẽ cho mình. Hoặc là cái kẹt kill nữa, hai loại này luôn thì nó sẽ cho mình cái điểm anh hùng. Đây là nó tốn 2 điểm anh hùng. Nó cũng có 5 đam như ta. À nó gây đam lên tất cả quân địch. Khi mà hết lượt thì nhấn Enter bằng nút X. À phải giữ nút X. Có hai loại quân địch đó là loại là lính lát và loại elite. Gọi là cỏ gác đi, với con elite ưu tú. Những cái con cỏ gác thì nó không có máu.
chỉ cần một cái đòn tấn công nhẹ vào nó là nó đi luôn. Rồi ok. Những cái con elite thì sẽ có lượng máu cao hơn rất là nhiều, đầy đủ đam thì mới hạ gục được nó. Nên sử dụng hợp lý giữa cái card là tách với Hero á, vô mà mấy cái con lớn lớn này. Nút bon á, hiệu ứng để lùi. Một vài cái card thì sẽ có hiệu ứng để lùi effect như thế này. Nó có hình kính quạt phải không? Sau khi chọn một cái mục tiêu á, thì cái hiệu ứng đẩy lùi này nó sẽ đẩy thêm một đường nữa theo cái hướng mình chỉ định. Có thể đẩy lùi là một số cái bậc thể là anh hùng nào hoặc là quân địch để gây thêm đam. À đây mình có thể đẩy thằng này 5 đam, nó trúng vô thằng này là chết này luôn. Thử đây. Bác sĩ đạo của chúng ta. Cái phép nhìn cũng đảo quá ha. Cái ghiều này thì nó cần 2 điểm. Cool. Đầu game thì mình có một vài cái loại cạc à. 2 điểm này 15 đam nữa á. 15 đam thì chết, con này 10 đam nè. Con này thì một hit à. Nhìn đảo quá ha. Tôi thì thích mấy con game dòng thẻ bài này hơn là cái con mà Marvel đi chạy chạy đấm đấm, đấm kia. Mấy con game hành động 2D 3D vậy. À, quay được camera nè, chuột phải. Ngon, camera này nó di chuyển tự do luôn á, không có bị phá góc nhìn gì hết. Ấy da. Rồi có 2 đam mà cũng cốc rồi. Quân tiếp viện đã đến. Tiếp viện của nó chứ không phải của mình. Đây, lốc xoáy nó. Target review. Khi mà bắt đầu cái lượt của mỗi cái hero anh hùng á sẽ hiển thị trên đầu của quân địch ở đây. Nó hiển thị cái ai á thì nó sẽ đánh người đó. Cái này là cái logo của là người của Bo nè. À, bốn thằng này nó đều tấn công vô mà bác sĩ lạ này hết. Anh em thấy cái logo bác sĩ lạ đây nè. Là cái hình này nè. Vậy thì mình sẽ boost 20 giáp cho một đồng minh. Đây, boost cho bác sĩ lạ lên. Để bác sĩ lạ là không có bị mang này đấm nhiều. Đơn giản, double kill. Bác sĩ đã cách kêu nhìn nó đã ha. 4 điểm mà Higo cạc rồi nè, mà không cạc chơi. Công thấm bạn ơi. 5 đam. À con này nó đánh có 2 đam thôi, con này đánh 5 đam. Nữa hả? À? 10 máu, 10 máu. Tấn công các cả quân địch luôn. Ngon. Đúc kết quả tiễn 1 giờ. Không đẩy được. Thằng này cũng không đẩy được luôn, chết rồi. Không có đẩy nó dính vô nhau được thì nhưng mà vẫn có thể đẩy nó vô tường được. Đầu game thì có một vài cái loại thẻ bài à, nên anh em nhìn thấy có vẻ hơi chán á. Hy vọng là về sau chúng ta có nhiều cái thẻ hơn, hiệu ứng chiêu thức tuyệt kỹ đồ nhiều hơn. Tôi cũng không biết mà mình có thể điều khiển được bao nhiêu nhân vật nữa. Rồi một vài cái môi trường mình có thể tận dụng đó, như là cái trụ đá này vậy nè, cục đá này vậy nè. Ném nó hả? À? Ném sao? Ném vô địch chứ không có ném hai cục đá được. Ôi vãi. Anh đi người Gobo này cầm cục đá đập đầu nó. Cục xúc. Không thấm bạn ơi. Nữa hả? À? Nó gọi cả họ ra luôn à. Tôi nghĩ cái đợt này thì nó không cần gọi găng nào hết đâu.
quá đơn giản. Multico. If I'm being honest, that encounter went better than I expected. Tony, cái cuộc gặp này nó thu được nhiều thứ hơn là chúng ta tưởng tượng đó. This is why you shouldn't eat spicy food, Bruce. Localized in the West Village, converging on the Sanctum. Wanda. Wanda. À, Wanda. The collective works of the universe's greatest sorcerers, and he left them underneath the takeout menus. Cái cổng dịch chuyển của bác sĩ Trang nè. You don't say. You okay, kid? Cần Litwick, đúng rồi nè, tôi nhớ tên đâu có sai đâu, phù thủy đỏ gì đó. Yes. Are you? Let's put a pin in that. Cái gì đây? À đâu, cái gì? Captain Marvel, nhớ rồi. Phim này, phim về em này mà lên phim á, làm đúng thể luôn. Lúc trước hình như tôi có ra gặp thôi cái phần đầu tiên một lần. Gì đây? Hút hả? Ủa đéo phải. Nhà đang ở nhà của ông bác sĩ Trang. Sắp toàn với nhà của ông này. Thanh niên bác sĩ Trang này vẫn lo cho em Calawit chưa có thể mà sử dụng sức mạnh của mình một cách nhuần nhuyễn luôn. Hình như là Calawit hình như lúc trước có một lần là mất kiểm soát hay là bị cái gì đó phải không? Tôi nhớ cái phần phim lẻ của mà ông bác sĩ Trang nè, có cái đợt và cũng bem với Calawit nữa. Phim của mà Captain Marvel thì tôi chỉ coi cái phần đầu tiên thôi. Khá là tệ luôn. Cái phần mà cái phần ông kia bị mèo cào á, hết rồi đó. Phần sau này đánh giá tệ quá nên cũng không có đi xem. Chuẩn chỉ nhất trong bộ phim này chắc là phim của người bàn ủi nè, gọi là Robo Man của chúng ta nè. Ủa ca quýt của chúng ta đâu vậy? À, em nói bay hả? Hai thằng này thì nó không có máu. Không có máu nên mình cho nó táp để chuyển qua giữa mục tiêu khi chọn lựa hả? Photo beam là cái gì ta? Đam tất cả quân địch trên một cái đường thẳng. À, cái đá đập đầu này luôn. Đó, người ta dùng phép người ta chọi cục đá nó đẹp không? Còn thanh niên người bàn gũi này cục súc. Ghi quật á. À, mình có thể xào bài một lần nữa. Ủa, được méo đâu? À, mình ghê vô lá nào đó, mình có thể là đổi cái lá đó thôi, chứ không có làm mất luôn được. Chứ không thể đổi toàn bộ bài. Trong có mô tả méo gì vậy nè. Đấm tay gì là xong đó rồi. Năm đứa nữa, bốn đứa nữa, mấy này nhiều máu gì ta? Moving hay go? À bây giờ mình có thể di chuyển được nè. Ủa gì đây? À mình đạp cái ghế sofa vô tụi nó hả? Banh cái nhà của ông bác sĩ đã rồi.
Phải tính gốc là hơi cẩn thận đó nha. Lên đến 5 cái kẹt mình có thể mà xào bài mỗi tuần đó. À, một lượt mu thôi, còn lại là những cái lượt rút bài. Còn cái này là cái gì? Cộng 2 á. Rút thêm 2 cái cạc tấn công nữa, nhưng mà cái tool kế thì mình sẽ còn có 4 cạc à. một hai mình còn được 2 cạc nữa thì mình đánh được 2 này, còn thằng này nó vẫn sống. That was really something. Ây da, 5 đam chả sao cả. Mình siêu nhân mà, mấy con tôm tép này nó thấm bao nhiêu đâu. You'll need even greater numbers to defeat me. These guys just keep showing up. They are surprisingly relentless. In any event, we must provide Wanda the time she needs to activate the wards of protection. Photobomb. Đứng chỗ này là thẳng được 3 hàng rồi phải không? Đó. Triple kill quá kỹ thuật luôn. Mình hết lượt di chuyển rồi. Hàng này 10 máu thì làm gì còn cái điểm hero nó đâu mà ít 2 lên. Đổi một đá này đi, coi là gà đá công nữa không, gà lá. Rồi, cho nó đánh tôn đi. Nữa hả? Chật tịch đó. Pháp sư hệ vật lý. Yes, Hydra has clearly raised their game. Cho bọn hai ra tự nhiên tấn công thẳng vô mình ở đây đi ta. À, em Calyquid nãy giờ làm gì á? Có cái gì đó đang chặn lại cái bọn mà cái cổng dịch chuyển này. Đây Lilith đây. Thêm 2 con chó địa ngục nữa không? Gozer, Lilith, mother of demons, mẹ của quái vật, điềm báo của người Viking gì đó. Challenging the Sorcerer Supreme. Be silent. Câm lặng đây gì? Nói nhiều quá. Một hit mà dính bác sĩ Trạng gì luôn. Rồi anh người bàn ngủi này. Đứng lại. Bãi đái. Cút đi. À, em đỏ đỏ này gánh. Con gái của cha Shia. Làm tôi nhớ đến người tình của ta. Ờ, cũng đâu có bị áp đảo lắm đâu. Vẫn là kèo qua được mà. Nguồn năng lượng đặc biệt của cô ấy giúp anh ấy à. Rồi anh người sắt này. Anh người bàn ngủi này. Vinh hơi cao. The prophecy is in motion.
Lilith is still out there growing stronger each second the midnight sun approaches. Nên người bạn gối này phân cao quá. Rồi. If we are to have any chance of stopping her, there is only one option left to us. Mình sẽ đi đến cái hội nửa đêm báo cáo về cái vụ việc này. We all must eventually face our demons, Miss Maximoff. However, em này thì ở đây để bảo vệ mà cái địa điểm này đó. See you on the other side. Gặp cô ở mà phía bên kia. Phù thủy đỏ này nhìn cũng được. Có cái thành tựu gì đó, tôi nghe có tiếng thành tựu. Mà sao nó không hiện? Nè. Lilith đã trở lại. Get it. Nếu có tiếng Việt. Lilith là nhân vật, là tên của hai nhân vật hư cấu xuất hiện trong bộ truyện tranh Marvel Comics. Phiên bản đầu tiên là con gái của Dracula, phiên bản thứ hai là một con quỷ. Anh em đợi tí. Cái gì? The fabric of magic is unwinding. We are fortunate to be here at all. And where is here exactly? Chúng ta đã đến đúng nơi rồi đó. Sai lầm phải không? Sai lầm là cái nơi săn bắt phù thủy của mà bên Anh, bên Pháp gì xưa đó, bên châu Âu. Chào mừng đến Abbey, ngôi nhà của Midnight Sun. Hội nửa đêm. Tiền tiến cái chốt chặn cuối cùng của mà đối với Lilith đó. Lilith Junior Demon League? Wait, it's that jerk. Hiệp hội quái vật à? Which one? Tôi đã thấy anh ấy xuất hiện trên TV. Now, if everyone would just take a moment. Enough. Rồi, bình tĩnh nào mọi người. Ai đây? Người mang dòng máu bất tử cuối cùng hả? You're standing on my flowers. Anh đang đứng trên cái hoa của tôi đó. Tối ngày cứ bắt mà thanh niên mà người sắc này ra làm tấu hài không à? Tôi biết rồi, Lilith đã quay lại rồi. Guess we're suddenly invisible now. Shall we chat, Stephen? Rồi, nói chuyện nhé. Ai đây? No one can argue that the hunter earned their rest in the first battle against Lilith. Hunter hả? I only hope they are up for the task once. Đây một thợ săn mà chuyên mà tìm việc Lilith đó, thợ săn quỷ. I raised my sister's only child as a weapon against her. Đứa con duy nhất của chị gái tôi có thể chống lại hắn. Saved the world in the process. Now you want me to dig them up and ask them to do it again. I did not write the prophecy, Sarah. Besides, I am no common grave robber. We are simply reuniting their ethereal essence with their corporal form. Speaking of, it would help to have a mental image for the procedure. Spare no. Bây giờ đang triệu hồi một cái thực thể gọi là Hunter, thợ săn tiền thưởng. Rồi phần chọn nhân vật phải không? Đấy. Nhân vật đầu tiên có tên Lilith đó là con gái của Dracula, giống như cha mình. Cô ấy cũng là một ma cà gồng, mặc dù sức mạnh và điểm yếu của cô ấy khác với hầu hết ma cà gồng khác, giống con Vigasin tôi mới chơi gần đây có gì ta. Cái này chắc không phải là nhân vật Lilith đầu tiên đâu. Đây, Lilith là người mẹ của những con quỷ nè. Một nữ thần quỷ, phù thủy cổ đại, cô sinh ra những tên quỷ tên là Lilin. Chúng có cuộc sống của riêng, luôn luôn vâng lời mẹ mình. Đây, tạo hình của Lilith. Đã từng sống ở Atlantis trước đó là một người bất tử. Sau cái đợt đại hồng thủy thì có cái người sống sót luôn. Bà đã sinh ra nhiều đứa con của mình Lilin, bao gồm là Cờ Ghép, Phi Ghiếp, Phan, Đốc, Ma Cờ, gì đẻ với dĩ bà. Hèn gì lúc nãy là trong cái hòm chui ra bả có gọi là những đứa con của ta. Đây là chắc mấy con boss mình sẽ đấm nè.
Daedalus cuối cùng được giải thoát khỏi sự giam cầm cổ xưa bởi cái hai nhà khoa học vô danh, là cái thanh niên nãy gào gào lên của cái bọn hai gác đó, hai ga đó. Nhiều người trong số chúng đã bị tiêu diệt bởi God Rider Johnny Lab. Là God Rider là cái ông đầu tiên xuất hiện gặp cái người bàn ủi với mà bác sĩ lạ. Cái ông cầm súng mà chạy với xe có cái đầu lâu lửa bóp bóp lên, anh em mà lúc trước hay coi phim của cái cha gì tấu hài meme hoài á, Johnny Lades là thợ săn Vampire Hunter nè, tạo hình giống với nhân vật mà thợ săn Vampire trong mà con game Vigation á. Mobius là cũng nằm trong đây luôn hả? Cái phim Mobius nó dở thôi rồi luôn. Midnight Sun. Midnight Sun chứ không phải là Midnight Sun nha. Đây, rồi, đọc nhiều mới được rồi. Bây giờ chúng ta chọn nhân vật. Cái khuôn mặt cuối đi, nó cũng đủ cái độ nâu nâu đấy, màu da, con mắt, màu mắt, tóc nam nữ dùng chung luôn à, dĩ ghê vậy nè, thôi 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 thôi. Tóc đuôi gà. Tóc này thì nhìn mà luôn số bố quá. Mấy ngố. Hơi quăng quăng nhẹ nhàng như thế này. Tóc ngắn. Thôi. Không có nào đẹp cả. Lấy lại cái này đi. Màu tóc chơi màu trắng. Lông mày. Lông mày màu tối đi. Thôi không có gầu. Ngay. Không có đặt tên nhân vật được hết ta. À, cái nhân vật mình tạo là thanh niên được triệu hồi nằm trong cái hòm á. Đứa con của ánh sáng và bóng tối. Ngươi được triệu hồi bởi bóng đêm. Cái gì đó. Đêm nay nhìn mặt căng đét vậy. Cái điều này là tốt không? Chắc là tốt thiệt á. Saga, cô ấy đâu? Saga là ai? Về nói về những cái thần chú phục sinh đó thì có một vài trường hợp còn tệ hơn như thế này rất là nhiều luôn. Mình nắm đây bao lâu rồi vậy? Lên vào vũ trụ à. Phần 1 thức tỉnh. Ây da, nãy giờ mới xong cái đợt tutorial thôi anh em ơi. Bây giờ chúng ta mới bắt đầu gọi là vô game nào. Nhân vật được tạo đẹp quá. Cái phần tạo nhân vật á. Lạnh quá ta. Has it been so long? Cái phần tạo nhân vật con game này á, nó thực sự là không có quá nhiều chi tiết đâu. Anh em chỉ có một vài góp sành chọn với nhau rồi kết hợp lại thành một cái tổ hợp à. Tôi biết, mình biết cái nơi này. Trong giấc mộng của mình, nó luôn luôn trống rỗng.
Ôi vãi, thanh niên Lades ngồi trên cái gốc kìa. Kìa. But now I sense. Nhưng bây giờ thì tôi đã cảm thấy I am not alone. Không cô đơn nữa. I have to admit, Hunter, you make one hell of an entrance. Guess that makes two of us. You should have struck when you had the chance, vampire. You will not live to regret your error. Cute. And caretaker told me to be nice. Biết là thanh niên Lades đó là thợ săn tiền ngủa mà thợ săn vampire luôn. Yes. I saw you with Sarah before. But what would she want with a vampire? Unless... The name's Blade, and I'm no ordinary vampire. I get you've been out of commission, but I thought you noticed since we had this little showdown under the freaking sun. A dampier? Daywalkers were a myth even to me. Daywalker là một huyền thoại kể cả với tôi. Human, demon, nửa người nửa quỷ nửa quái vật. Thợ săn quái vật. Thanh niên này à? Cái gì đấy? Có mà chọn hơi thổi luôn. Hình như tôi nhớ mang máng là có đọc cái thông tin LED về con game mà Leader này rồi. Leader này có một cái bản game riêng luôn trên PS5 hay là PC gì đó, có bị LED ra. Cũng nói về mà nguyên một cái nhân vật này. Nhân vật bị cho là rất đáng lên phim và game luôn, bị lãng quên. Sau này người ta mới nhắc đến tên nấy khá là nhiều, nhất là trong cái thời con những con game mà Vampire nó đang nổi lên như thế này. Trong anh có vẻ biết nhiều về tôi đó. Đúng, tôi cũng săn quái vật luôn. Nói câu dưới đó, thì dạng như là mình khẳng định cái câu trên luôn rồi. Còn cái câu giữa hơi kiêu ngạo quá, chọn câu dưới thôi. Vampire là quái vật. You want to take a run at me? You can try it, but I got my name for it. Cùng đi cùng trò chuyện thôi. I've probably killed more vampires than you've ever seen. Thanh niên này tự tin quá. Tôi tin là tôi giết nhiều con vampire hơn cả cô tưởng tượng đó. Right. As much as I'd love to see how much weirder this conversation can go, we should probably get moving. Rồi giới thiệu cái khu vực này đi. The prophecy is in motion. I can feel it. We have wasted too much time here already. Man, the others are really gonna love you. Others? Người khác hả? Còn ai nữa? Yeah, you've got a little fan club, I think. Cô có một cái nhóm gọi là fan club đó. Hope you're up for the challenge. Tiết lộ hơi bị sớm rồi. Mình cũng nổi tiếng phết ha. Trời ơi, cái này đeo chính giữa tập về. Vào game gọi đó gì? New Hero. À, mình có thể điều khiển được thanh niên Ladder đó rồi đó. Ủa, nó thành con game nhập vai 3D luôn nè. Đó. Object nói chuyện với mà Nico. Camera nó không có tiến lùi được nha. Chứ tốc độ camera nó nhanh quá. Option. Gameplay, control, trailer, menu. Ủa không có điều khiển tốc độ chuột hả? Mà đây nè. Cái này rung camera, rung tay cầm. Cái này là rung của tay cầm luôn. Mấy cái này là cái quái gì? Cô voi, tần số cô voi mà nó cũng đi vô đây nữa. Cái camera bây giờ sẽ quay vào cái mà anh hùng có cái nội tại nó đang được kích hoạt. Hơi nhanh. Cái góc nhìn nó hẹp quá. Đây, dạng fan club của chị đây. Khu này giống mà cái khu rừng quá. Đồ họa nó cũng tương đối bình thường, không đẹp cho lắm. Em này tên là Nico hả? Not sure if you remember me, but we met briefly before. I'm the witch who chúng ta đã gặp nhau trước đây phải không? Phù thủy. Người đã gọi tôi trở về từ cái lăng mộ này. Vẫn còn nhớ cái đó luôn. Neither works. And this is Robbie Reyes. Robbie. Oh man, never thought I'd be standing next. Mình là ngủ đông không biết bao lâu rồi, đâu biết cái kiểu mà chào hỏi nó như thế nào đâu. That's Eliana. Thanh niên này chắc cũng fan của mình lắm.
And I think you already met Blade. Of course. Caretaker has reformed the Midnight Suns. Đây là bốn người trong shop cái mà Midnight Sun nào. Your power. I can feel it. I always do. Anh em sẽ ở tay ra coi có năng lực nào. So, welcome home. Chào mừng về nhà. I never left. Right. Well, we can fast forward through the tour then. The Abbey is still, well, you know, the Abbey. Basic stuff. Có rất là nhiều cái phòng trong này. Phòng hơi thở chiến tranh, phòng nghỉ ngơi, phòng ăn chơi gì đó, đầy đủ hết. Cái gì đây? Lò rèn thủy tổ hả? Đây là nguyên cái khu để mình sống luôn à. Không biết có cơ chế xây dựng hay là làm gì không ta. Oh, and one more thing. We've got some new house guests now. You think we're a fun bunch? Just wait until you meet them. Speaking of. Nói về cái gì? We're here. Đây. Yeah, okay. Spend 10 minutes in this place alone, Bruce. Then see. Giờ 10 phút ở nơi này mình với Will về gặp nè. Chào đồng chí. Lựa chọn một cái nhiệm vụ. Mới về tới nhà không có chào hỏi nhau nha. Cái này không có lút được. Bây giờ nhìn cái gì cũng muốn lút đó anh. Em này là Nico nào phải không? I mean technically you were here first. Nico. Don't expect any special Robo. Treatment. Mình đã quen hết rồi. Thằng này thằng Guppy gì nè. Sao nhìn trẻ trâu với gì ta? How long have you two been sharing a room now? Leader gì đâu rồi. Em này tên gì? Nhìn mấy ngố màu trắng tóc cặp với mình luôn nè. Margit. Nhìn cũng đẹp quá hả? Em Margit này đẹp đó. Có nét. Em này dạng chất chơi lắm. Sổ phiên tùm lum hết trơn nè. 6 hours 43 minutes 8 seconds. Bà này là tổng quản ở đây. Bà này tên gì? I wish we could get you settled in. Peter. But things are already pretty hectic around here, kiddo. Starting to feel like the old days again, which we both know is not a good thing. Chuột đâu mất tiêu luôn rồi, nó không có quét được cái khung dịch. There isn't time for a refresher, much less that sort of training. Hết dịch rồi anh em ơi. Thôi, vô đây chọn nhiệm vụ gì nè, nó yêu cầu cái đó thì mình làm cái đó đi. Prophecies be damned. It's good to see that face again. You look like it was yesterday. Ta bà này quen biết như mình. Older. Nhìn bà già hơn. Vậy là mình ngủ cũng mấy chục năm là ít rồi đó nha. Lúc trước là mình ngang bay vế cái bà đó luôn á. How long was I in that crypt, Sarah? No more than a few centuries. Một vài thế kỷ. You were... Thì đó, mới nói là khá lâu rồi đó. Còn Lilith thì sao? And what of Lilith fallen by your hand? Until now. Bây giờ định mệnh của mình được gọi vậy là để bêm tiếp cái bà Lilith đó. What? The kids literally speaking of Lilith. Tony. That's my Tony. Name. Tony. That's my name. Tony Cargo. Dr. Spooky over there. Here to help. Help with what exactly? Chính xác là giúp đỡ kiểu gì? Throwing the magic amulet into the volcano, smiting the dragon mother. You tell us, kid. You are the chosen one, after all. Do you recall anything of that last encounter? Thiên địch hả? There was a voice. The rest is hazy. Oh, a voice. That's it? A voice? That's what we have to go on? Results of your long crypt sleep, most likely. Ngủ lâu quá trong hầm mộ thì nó vậy thôi. Everything required to restore those memories is contained within my sanctum. I will simply alert Wanda to prepare the necessary rituals. Dễ gì? Đứng hình ai? Ai? Straight to voicemail? Some sorcerer supreme. Must be mystical interference caused by this little pocket dimension of yours. Perhaps Agatha can help. Allow me. Để bà này đọc.
này dạng như các bạn lên 3D vậy. The all-seeing eye of Ereshkigal who judges, bound to enchanted Babylonian soul glass. We just call it the mirror table. Wanda! Wanda! Pushing against the wards. Steven, where are you? Wanda bị tấn công á mà cái tội lúc này. What on earth could possibly affect those wards? Wanda's in trouble. Wanda is trouble. I'll go. Thôi đi. Đối làm nhiều đó. Then let us make haste, Dr. Spooky. Our hunt begins now. Ủa, phạt ti là con game nó tự chọn cho mình luôn. Mình không có được quyền chọn nữa. Có một cái nhiệm vụ một nó cũng bắt mình chọn nữa, đồ độc ác. New York City 1. Đây là tổ đội của mình, ba người. Phần thưởng là cái gamma coi gì đó rất là bình thường luôn. Không biết nó là cái gì. Đây là tổ đội chúng ta đây. Ủa? Ai tầm đem theo cũng không có. Không có kẹt combo. À, dựa trên cái mối quan hệ mà thân thiết của mình với những cái anh hùng này á, thì có thể là có những cái kẹt combo là dạng như một cái kẹt đó là do hai anh hùng cùng lúc ra chiêu thức với nhau luôn. Rồi, hiểu. Vậy là mình phải xây dựng cái mối nhân vật giống con game mà Persona. Map nó ghi chữ M là gì? À, có cái quét ở đây. Mình tên là Hunter luôn. The prophecy of the midnight sun does not linger, and neither should we. Lilith possesses the Darkhold. If she forced her way into my sanctum sanctorum once, I suspect she can do it again. You are a sorcerer supreme. Can you not predict movements? Normally, yes. But since your mother breached the sanctum, my sense of the future has grown volutinous in nature. Is that another language or fuzzy? My predictions fuzzy. Fuzzy. Mà sao mà thanh niên người sắt hồi nãy chẻ măng này ta? À, bác sĩ lạ này hơi già đó nha. And with my apprentice in danger, we cannot tarry. Chỗ này đi. You place significant faith in a building. Building? Chữ một. The Sanctum Sanctorum is the mystical focal point of a thousand earths. Its wards. Cái tòa thư viện của là ông này đang rất là tự hào cho nó luôn. Không một thế lực nào bên ngoài có thể xâm phạm nó được. Nó không phải là một cái tòa nhà bình thường. Mít lòng rồi. The entirety of that wisdom, the entirety of that power that falls to me, Stephen Strange, to command. At least it did. Until today. All right, I understand. You do not trust your apprentice to defend your home. I do not doubt Wanda's capability, but để Wanda giữ nhà mà bây giờ Wanda có chuyện rồi. I cannot bolster the wall. Rồi. In any case, I suggest we make use of it. Rồi, đi thôi. Trừ một. À, mình không điểm mà. About time. Not just about time, Mr. Brooks. Time, space, reality, the building blocks of magic. All must be constant for my purpose. Vẫn còn giỏi cái chuyện mà nói cái tòa nhà không là một cái công trình bình thường. That is no longer the case. We've heard. Several times. Nghe rồi, nói hoài, nói quá nhiều lần rồi. Indeed, and while I certainly appreciate the view of this vista, I fail to see how it will hasten our return to the sanctum. Magic is the answer. Magic là cái câu trả lời để có thể đưa mở cái cổng dịch chuyển được gì đó. Your magic is. Chỉ có phép thuật của anh mới có vấn đề thôi. Phép thuật của chúng tôi thì không. A mystical anchor point to Ileana's realm that allows her to, well, I'll just let her. Rồi, thể hiện đi em. Em này tên là Margit luôn đấy chứ. Gì đây? Ảo vậy? Vãi một sừng luôn kìa. Thank you.
mặt gì đúng không? Vãi. Em này dạng như tộc quỷ vậy đó, có sừng luôn, bốn cái sừng luôn nè. Thì lố. Chưa bao giờ nhìn thấy cái cổng dịch chuyển chứ đó à. Rồi đi thôi, đi thôi, đi thôi. Em hay đúa mới tỉnh dậy trong mộ, chị ơi. Mình đang ở Limbo. Nơi tồn tại giữa thực tại thế giới ảo nè. Are you certain of that? Because I am sensing all kinds of dark energy. Năng lượng đen khắc ám à? You're being watched. General, hellho vibe. Yes. All these potentialities converging at once. Truly surprising feat, Miss Rasputin. For someone so young, of course. Ai đây? You think this is crazy? Wait until you see Manhattan. Manhattan. From here, magic can open gateways to just about anywhere on our planet and beyond. We don't want to risk punching. Rồi đấm nhau đi, nãy giờ mới có đấm nhau mấy cái Tokyo à. Tôi nhớ lại đó. New York City của chúng ta đây. Không biết có gặp người nhộng người nhện vô. Dân ở đây tính queo vậy. Không thấy bất ngờ gì luôn á. Khách du lịch à. Gán chụp cái nữa, thằng này nó nhai gì quá. Sao lắm luôn bây giờ. Từ cái ý là chúng ta nên nhanh lên đi. Rồi, mấy thằng hai hay ra nữa rồi. Thằng này là thằng lãnh đạo của nó nè. Giáp mấy này ngầu lòi luôn á. Ủa, ra 6 lá luôn nè. Có thể mà trên đó là có thể tấn công nhiều mục tiêu. Knockball, Wood. Nếu mà hạ gục quân địch đó không á thì sẽ chơi cái kẹt này một lần nữa. Ngon nha. Tức là Wood vô đó không? Chiếu mạng thì sẽ gây thêm đam cái đó không ghi nữa. Nè, vẫn còn ba cạn như cũ nè. Mình cái khiêu bá đạo phết chứ, 10 đam luôn nè. Còn đã hơn cái lốc nữa. Áp dụng hai điểm yếu. Nếu như mà có 4 điểm Hego thì sẽ tăng thêm 15 đam nữa. Knockball Wood hả? Hất nó vô tủ điện thôi. Còn nó có gì cái gì không? Chờ tôn, dính điện. Rồi, tôn thì nó mất được thôi, gì cũng giải thích nữa. Mình còn có một cạc à.
Còn cái này là cái gì? Không có gốc. 15 đam. Thằng này 40 đam hả? Hai điểm Hego mới chơi được, phí mẹ nó rồi. Interesting tactic. Nó không bị gì luôn. Làm chậm hả? Nó bắn mình 6 đâm. 11 đâm. Thằng này nó tỉnh rồi. That gamma spike we detected in your area seems to be growing. Let's assume that's not a good thing. Gamma or not, I feel the hand of my mother at work here. Watch closely. Leave some for the rest of us. Không mất thẻ, vẫn còn đủ 3 thẻ. Ủa, chơi súng hả? Đeo kiếm cho đẹp nhưng mà vẫn là chơi súng thôi. Ba điểm đây tiêu. Hồi máu ngang với cái lượng sát thương gây ra 20 đam. Một thằng gục luôn. Ở đâu lá này chứ? Đúng là thợ săn vampire được. Thanh niên này đánh hồi máu mà đâm cao vãi à. Gì nó đây? Chạy ra mày, chạy ra. Hydra vẫn là con người thôi, nó không phải là quái vật đâu. Nên mình không nên đấm nó. Cái gì đây? Nó chính pháo của Lilith vô kìa. Thất bại hả? Cái méo gì đây? Vader mà. Lilith lại mò tới nữa rồi. Đúng đúng rồi đó. Cái gì đó? Vidom kìa. Mày là bữa trưa của ta. Vidom, bạn là bữa trưa của Vidom. Một mình nó đánh ba thằng luôn.
defect Venom để mà xong cái nhiệm vụ này. Well, that certainly escalated quickly. Do I even want to know what that beast is? It calls itself. Hồi 30 máu. Until now, a pale imitation of a very heroic young friend of mine. We will feed your ugly tongue to the spider wizard. Khoan, máu mình 39, hồi ra thì dư. Rút một cạc, cái cạc tới kế thì sẽ gây thêm là 2 điểm chỉ máu. Cho thanh niên này ra trước tăng đi. Thanh niên này có cái chiêu mà gây đâm hồi máu nên cũng khá là ổn. Một chấm 33 máu. Rồi nó dính chảy máu nè. Cái gì level up gì ở đây vậy? Ủa sao mình bị dính độc lần sao? Mình còn một cạn nữa. Tiếp. Exactly what I needed. Lader này 10 đam gây 2 điểm, cái này 1 đam gây 10 điểm. Cái này dạng như cái thùng nổ vậy đó. Phải ngồng. Chúng ta quỳ mạnh hơn mãi. Cái gì ấy? Ôi vãi, còn 100 máu. Bình tĩnh bạn Nôm ơi. Không nói nhiều. Ném thì nó công chúng cả hai. Thankfully, no. Thanh niên này bị chói là làm sao ta? Cái tuần sau thì nó tự ra thôi. Ba chục đam gây 2 điểm yếu. Chặt đầu nó. 52 máu hả con, 2 tôi nữa là xong rồi. Cái gì đó? Đường tấn công ngưỡng chiến của Venom bây giờ sẽ dính vào cái lớp mà symbol kim của nó.
back your flesh. Sao nó cứ đánh mình không vậy nè? I suppose we should not underestimate this thing. I will banish you to the void. Ừ, chỉ hai máu nữa. Hai tuần chỉ máu nữa. We may not be ready for this thing yet. Might be smarter to pull back until we know what we're up against here. Người thanh niên này sao giờ trời? À. I shall fill your belly with my blade, demon. Miễn nhiễm với mà nó bon. Còn 42 máu. Mình còn 3 cạc nữa thì mình có thể chơi được lá này luôn. Xài được 3 lá này luôn nào. Rồi chết nó chưa? Nó còn 25 máu thì thôi. 41 đam. Bye bye Venom. Đơn giản vậy thôi đó hả? Rồi rồi. Với mấy cái thằng mà chơi game chính thường như tôi thì nó hơi đơn giản rồi đó. Bạn chạy à? No escape from me, demon. Hold up. We don't know what we're dealing with yet. Cái gì? Tưởng gì biến hình lên thấy ngầu lắm hả? Sao tự nhiên mình bèo bọt vậy nè? Rồi, người nhóm, người nhóm. Người hàng xóm thân thiện. Tiên địch của Venom đây. Nhện cũng là quái vật á. Diệt luôn nhện đi. Nhớ cái mặt tao đấy. Always nice to see you too, buddy. So, I'm thinking your friends here could use a little break. How about I take Eddie here for his afternoon walk? Don't worry, Doc. That's just his way of saying he cares. Rồi hai đứa này nó đi nó chơi với nhau riêng rồi. Trồng cái web mấy sao, 3 sao luôn. Cái này là gì đây? 39 gì, 59 vun gì đấy. Giống như cái bìa mà mấy cái quyển sách truyện tranh vậy á. Nhiệm vụ đầu tiên thì nó quá đơn giản với tôi rồi. Chúng ta tiếp coi. Game này nó cũng là khá là ổn đó.
nó có một cái cốt truyện rất là rõ ràng, mối quan hệ với cái nhân vật để mình phát triển lên, có thể bui thêm một số cái nữa. Ngoài ra thì còn một số cái tổ hợp để mình có thể kết hợp với nhau. Tôi chưa biết bui cái combo giữa các cái hero với nhau như thế nào, không biết là nó có cố định hay không, hay là tất cả những cái hero đều có thể bui co op với nhau luôn. Ngoài ra thì cái tổ đội ba người của mình đó, không biết có combo nào đủ cả ba người luôn không. Congratulations. New world or not, some things remain unchanged. The look. What look? What look? Boldly charging headfirst into the jaws of your enemy. Courageously risking the lives of yourself and your teammates. Còn nữa cái gồng á. Play the hero. Cảm giác mình phế phế làm sao á. This is the Fire Dragon all over again. Fire Dragoon. My memories may be fragmented, but as I nhớ là lúc trước mình đã giết cái thằng khốn đó rồi. I killed the bastard. And all it cost was a village. Of course. Cái giá phải trả là nguyên một sự hy sinh của cả ngôi làng. Cut him some slack. It wasn't that simple. It never is. Which is why I sent you to help. Thua con khỉ á, thằng nhỏ nó đến nó ca ớt của mình á. Tôi đập thằng Venom nó ra bả rồi. She means I could have died. Again, putting an end to her eternal crusade against my mother. Mình nó thì máu chiến, bà này thì nghĩ về cái lợi ích chung là tất cả nữa. Còn bác sĩ Trang á thì tối ngày bà ngày có ngày á thì nghĩ về cái cơ sở vật chất không à. Có mỗi thanh niên Layler đó là nhìn có vẻ ngoài có vẻ là máu lạnh á, nhưng mà biết cách nghĩ về nhân vật cũng khá nhiều. Đó, nghĩ về con người như là Wanda. Bốn người bốn cái hình thái suy nghĩ khác nhau hoàn toàn luôn. Rồi, nói chuyện đó sao? Vì cái sự máu chiến của mình mà bà này bá nhắc lại lúc trước về cái hơi thở của con rồng á. Là mình đánh bại cái thằng đó đổi lại là nguyên một cái ngôi làng đó tan banh luôn. Cái này cái gì đây? Ý cái gương nè. Cần phải có cái chìa khóa Arken, lũ đạn gì để cái gương chi vậy? Đi khám phá chỗ này rồi. Nãy mình tỉnh dậy là mình đi từ trên này xuống. Đây. Game này không có nút nhảy nha, chỉ có đi bộ thôi. Mẹo có chìa khóa. Này cái gì đây? Giống cái logo của mình đó. Từ phái thanh niên leader rồi đó. Tăng mối quan hệ với thanh niên đó lên trước. Chứ mà cái em tên là Magic. Bộ ba của tôi đó. Thường mấy con game mà tem tem tổ đội như thế này á là tôi lập nguyên cái dàn hai game thôi. Nhưng mà game này nó lại khác. Cái gì đỏ đỏ nữa kìa. Đây như một cái bức tường nhá. Chiêu nhân bay lượn véo véo trên bầu trời á, nhưng mà cái bức tường ngang đầu này cao khoảng là 2m1, 2m2 nè, lại không qua được. 2m rưỡi. Không vào được luôn. Mấy cái chest mình tìm thấy là nó hiện trên bản đồ nè. Rồi, đi nói chuyện với thanh niên Tony Tuck đó thôi. À, tôi quên mất nút chạy nữa chứ. Gì đây? 8 Glot. Mới biết là cái gì luôn. Cái gì? 5 Kill Exchange gì đó. Excellent. I am glad to be working alongside other capable demon slayers. Đồ nó gãy gác trong nhà để mình đi mình nhặt. Đây cũng cần Arken đó. Hunter, you look scathed. Chào Tony.
The hunter. Chào anh Gobo Man. Hey, for what it's worth, I think you did okay out there. You got some decent hang time, even given you were wearing, what, 70, 80 pounds of chainmail? On the Stark scale of reckless yet daring heroics, I give it a solid 6 out of 10. Don't worry, you'll get there, with a little help. Rồi, cảm ơn. Biết là nó tròn tròn đấy, nhưng mà cứ cảm ơn đi. Oh, no problem. Already got a few ideas cooking. Ngân còn một tiêu. Hùa theo cái lời đùa của Tony là tốt nhất. Why spoil the surprise? I couldn't help but overhear Auntie Caretaker over there telling you to get some rest. That sounds like a good idea to me. I suppose I could keep you company on the way. Đi giới thiệu à? Còn đi giới thiệu căn phòng của mình đây. Besides, no one should be forced to walk the hallways around here alone. Giới thiệu phòng ngủ của mình. So, here we are. The old room, huh? It's not bad. Functional. Solid construction. Almost cozy. Love the antique furnishings from the early Mephisto collection. Mephisto. Full transparency, Hunter. There's another reason I asked to join you here, other than my abject terror of this entire facility. Stopped here before while you were out. Wanted to surprise you with a nice little housewarming present. Cái voi lồng tiếng bây giờ tự nhiên nó mà đơn điệu à. Nó đọc đều đều luôn, không có điểm nhấn gì hết. Thanks for the gift, Tony. I think you'll like it. It's a limited edition. A limited edition. Phiên bản giới hạn là cái gì? Oh, you'll see. Well, I suppose I should leave before whatever monstrosity that is most definitely under your bed jumps out, rips my face off, and then proceeds to feast on my soul. I'll leave you to it. May your sleep be filled with pleasant dreams, Tony. Right back at you. Oh, and if you hear the shrieking of a grown man, please ignore it. It's just me walking to my room. Hi, I'm Tony Stark. Trời ơi, Superlin của Tony là cái dạng như cái kênh trò chuyện mạng xã hội gì đó. I solve the world's problems with technological means, like the one you're holding. I call it the Spark. A secure information and communication device built only for superheroes. It does all the usual. Private messages, pictures. Mình có thể đăng bất cứ cái gì lên đây luôn, như hình ảnh, tin nhắn vậy. Nó giống như cái mạng xã hội dành riêng rồi của Tony á. Exclusively for your cape-wearing, world-saving compatriots. You might ask, Tony, aren't you just repurposing a failed product from your communications division? Một tuần trước. If you do, I'll revoke access and let everyone else know you're a jerk. I call it the Wonder Man rule. Superlin timeline hiện tại chỉ có 2 bài đăng thôi, cách đây đã khoảng 1 tuần rồi. Bản đồ Arcane level là cái gì? Chìa khóa Arcane cũng không có luôn. Cái vòng có méo gì đâu mà khám phá. Cái này nhật ký của Hunter. My old journal. Maybe it is time I start writing in it again. Ồ, đây là cái bộ bài nè. Eagle Man level 3 luôn đó hả? Máu cũng cao phết đó nha. Máu 71. Hai thím này level 2 thôi. Never was enough room for my armor in this thing. Game thời trang à, có 158 điểm này đây. Này đi cho nó đẹp. Đó. So happy then. Rồi đi ngủ.
Tôi mới lướt lướt mà cũ gì mà nằm cái gối cao thế nào. Mới lướt lướt cái mod trên mà cái trang Nexus mod dựng game này á, toàn mod 18 cộng không anh em ơi. Cái body đúng kiểu mà chiến binh luôn. Nhìn rất là đô nha. Nó sao kêu mình là con của bà nè. Mình có kìa. Charlie. I missed you too. Let her enjoy the moment. She's been visiting your door every morning for the past 300 years. Mỗi sáng nó ngồi hóng ở cửa suốt 300 năm. That's why I might have been a little curt before. A little? You already made the ultimate sacrifice once. Maybe I'm in no rush to see you do it again. We do not choose our destiny. But we can choose. Chúng ta không có quyền chọn định mệnh của bản thân. First lesson you ever taught me. Đó là bài học đầu tiên mà cô dạy cho tôi đó. Especially now that you have all these eyes on you. I have noticed. To these people, you are a being of myth and legend. A grand hero of old. And they're right. Mình là Hunter hơn là một hero á. Không có tư tưởng của một hero. But I also know the battle that rages within your soul. It's not enough that you are a hero. Chưa biết mình sẽ trở thành một cái kiểu người như thế nào. Kiểu anh hùng như thế nào. I'm sure there will be plenty of opportunity for that in the days to come. For now I would head to the forge. Rồi, đi gặp mấy thanh niên kia thôi. Con chó của mình cũng là một con quỷ luôn, nó có sừng nữa kìa. Đi bộ gần làm gì á? Đi đến cái lò gàng. Chạch lên tim với con chó luôn. We'll talk more later, but for now, Stark has requested your presence in the forge. I think he has another present for you. It's good to have you around again. Superlin. Cyberman, imagine. Something about the whole alien thing. Gì mà nhiều chuyện dữ vậy này á? Nico Mihogat. Thanh niên này nói chuyện đúng chất là nghiêm túc luôn nè. Nico thì đúng cái kiểu mà tuổi teen. Anh em thấy đăng cái con nào cũng hát tát hết trơn thấy không? Nè hát tát hết tát nè. Gách Putin này là ai ta? You'll be back to your old self in no time, kiddo. Có cái gì để mình nhặt nhặt như nãy không? Hunter. Rồi bây giờ đi xuống cái lò gàng coi có cái gì dưới. Đi lượm đồ đó, mấy con game này là phải loot đồ. Thấy cái gì lạ lạ thì cứ lút hết đi. Rồi, bây giờ xuống lò gàn. Chắc là giới thiệu cho mình cái tính năng mà ép đồ hay là nâng cấp thẻ bài hay kẹt gì đây thôi. Think you can tell your friend inside there to turn it up a few hundred Kelvin? I could. However, it might shatter the containment spell preventing him from incinerating this facility. I think we're good. And just in time. Tôi đi này nhìn sao mà trẻ vậy hả? Changed. Right. Caretaker said this all happened after your. Trong một giấc ngủ trưa thì ngôi một lô lô đài ma quái à. Cái lô mà cái lò gàng này á. Oh, now it all makes sense.
Well, once you get past the esoteric terror of the situation, I've found this thing actually has some uses. Molecular bonding, breaking down evil gamma serums, rồi, vô vấn đề chính đi, nhanh lên. Speaking of, oh, right. It's ready. À, bộ đồ mới của mình hay gì nào? Có logo trên đó luôn. To offer minimal protection against the venom creature. I noticed. Yeah, I thought you could use an upgrade. Well hammered. Well fired. Caretaker did not mention that you two were such skilled smithies. Yep. I am Iron Smithy. Perhaps thời ghen sắt. Rồi, mặc thử bộ đồ mới rồi. Mới bỏ 100 tiền mua bộ đồ này. Cũng được. Trắng đen hả? Thêm cái áo tròn nữa không? Ngầu đét ha. Not bad for our first collaboration. Cũng được. Bộ đồ cũng đẹp. Cái gì? Gada gì đi. Năm tiền. Cái này cái thẻ mặt trăng. Nhìn ba cái đồ độc lạ phết á. Đó là một cái cổ vật nằm đây thôi. I hate to admit it, but somehow this ancient forge puts any arc reactor I've got to shame. Who would have thought mystically bound demon power would be so damn energy efficient? Or carbon neutral? Certainly got that new suit of yours done a lot faster than I expected. Speaking of, what's the verdict, boss? It is nice having an armorer on demand. Anytime. I tried to make this version a little less palatable to that symbiote thing. I was this close to making it menthol flavored. But tools are just one part of the equation. You gotta know how to use them too. You were out, what, 300 years before we woke you from your eternal rest? 300 năm trước hả trời? So, ask away, Hunter. Trời ơi, nhiều gì? Rồi, không cần hỏi nào. Thanks for catching me up on things. Anytime. Oh, and speaking of things. Remember that creepy gamma goop you found from that hopped up hydrosol? Mình tìm thấy cái loại gamma gì đó giống giống cái đen bay ở đây nè. Nó dạng như là cái tài nguyên gì để mình có thể mà nâng cấp ta cái đồ vật hơn không? Đây, lò gàng. Hunter, your new attire suits you quite well. But how are you holding up on the inside? I know it's easy to look upon me and simply see the universe's utmost authority on all things mystical and macabre, Hunter. However, in addition to being Earth's sorcerer supreme, I am also your doctor. You mean a physician of the medical arts? You jest. I assure you, Hunter, I do not jest. They don't call me Mr. Strange now, do they? Except for Tony. Your awakening ritual was admittedly a touch more chaotic than I had originally intended, and after your violent encounter with Venom, my oath to Hippocrates compels me to check in with you. Simply put, how do you feel? Chú này quan tâm về thanh niên đó nhiều hơn. Đó là công việc của tôi rồi. Awaken me to discuss feelings, doctor. I am ready to do what I must. Ah, yes, you mean. Lại chữ một tim. Prophesied destiny and bring about the destruction. Thanh niên này đúng cái chữ nghiêm túc luôn á. Psychiatry professors at my alma mater that would love to talk with you. How you feel is just as important to me as your mission, Hunter. The two are in. Có vẻ bác sĩ Trang không tin tưởng vào cái thực lực và cái nhiệm vụ của mình cho lắm. Chuyện 300 năm trước rồi mà.
I still can't believe what transpired. The sanctum, all that knowledge, Wanda, lost. Swallowed whole by the black mouth of that foul venom creature. With all my resources, all my gifts, I should have seen this outcome spelled out in the sacred geometry of this universe years ago. But I miscalculated. Lilith's power has placed a dark shroud over us all, Doctor. Nghĩ sao mà đấu được với một cái thực thể quyền năng như Lilith được? Your words are appreciated. Still, I must not allow the underlying truth of the situation to become shrouded as well. Trong phim thì lúc nào mà mấy anh hùng cũng phải ăn hành một thời gian thì mới vượt dậy vào cái đoạn cuối phim. My protege Wanda, she was, is. Bây giờ tung tích của Wanda đâu ta? Charge my responsibility and I failed her. Mất mẹ cái thư viện của ông này luôn rồi. Determined not to let that happen with you, Hunter, which is why I am here to answer any questions you may have. Perhaps. Phenom là cái gì? Rồi, được rồi, không cần hỏi đâu. Hỏi về Wanda cái nữa đi. How did Wanda come into? Wanda's story is quite tragic and perhaps there was an accident on the Abbey grounds. That must have been. Agatha had been teaching Wanda. Agatha đã hướng dẫn cho Wanda đó cách sử dụng mà điều khiển sức mạnh nguyên thủy nguyên gốc này. As their training progressed, Wanda was encouraged to. Eventually, she pushed too far. Let us talk later. Visit whenever you like. It's not often I get to converse with a true legend. Rồi, đi thử cái lò rèn này. Now, I doubt advanced gamma thermodynamics was a hot topic at ye olde demon hunting school, so I'm just gonna give you the condensed version. I appreciate that. Closest I've ever seen to this substance is pumping through Bruce's veins. Part gamma accelerant, part unknown element. Calling it coil for now, given its unique atomic structure. Nó gọi tắt là coil. This stuff is more volatile than Nick Fury on a Monday morning. But Hydra doesn't seem to mind. They are using it to get stronger. Exactly. A few drops would make your. Rồi nói chung là sử dụng cái đó thì khiến mình mạnh hơn biết bao nhiêu mới được rồi. Cũ 300 năm thứ gì mà mấy ông nói chuyện khoa học với tôi hiểu cái gì? Bác sĩ Popky ở đây. No, no, nothing like that. Năng lượng nó không phải để tiêm cũng như không phải để uống nữa. Nó chỉ nâng cấp mấy cái trang thiết bị thôi. Không có hút chích gì ở nó. Just give me a little time here and I can whip up some pretty fun toys. How about we give Hydra a taste of their own gamma? Nói chung có cái thuốc đó đưa về mình có thể nâng cấp lên được. How's it going, boss? Đây nè. Giờ phân tích cái này coi nó ra cái gì. Giống mà anh em mở hòm ga cha vậy hả? 24 máu hút máu luôn. 24 đam hút máu. Another magical mystery box. Mấy cái thẻ này mình có hai danh ngồi. Bây giờ thẻ này cũng khá hiệu quả nè. Mình có hai cái thẻ whip rồi. Tách này cũng có hai cái rồi. Witchicker cũng hai cái luôn. Cái thẻ này sử dụng không nhiều, không cái thẻ nào ngon vậy đó. Big Tony's Forge of Mystery. Hunter, when you have a minute, come meet me in the yard. Tony Stark đăng cái gì nữa đây? Trang bị của tôi ngửi cái mùi giống như là bắp gan vậy nè. Tại sao? Đừng có thay đổi chủ đề đó.
gì đây? Welcome to the yard. Chào mừng đến những cái quảng trường. Đây là nơi để tập luyện không? Too bad she didn't listen to me yesterday. Now that we know what we're up against, I think we can all use the practice. Rồi mình đi tập luyện với thanh niên này. Có câu hỏi nào không? No. None. All right then. If you can beat Carol in a straight fight, no pain, no gain. Là dạng mình nâng cái thẻ này lên. Thấy khác cái méo gì đâu. Quýt rồi thì nó không có cần thêm knockdown đâu. Hai cái thẻ giống nhau thì mình mới có thể nâng lên được. Quýt rồi thì đâu có cần knockdown trời. Thanks, Blade. Mm-hmm. Sure. Em này tập game à? Luckily you move out there, Hunter. Guess Doctor Strange picked the right supernatural demon hunter to resurrect. I'm Carol. Carol Danvers. You can call me Captain Marvel. Okay, Captain Marvel. Carol's fine. Just thought I'd throw a bone to the Avengers PR team. Not gonna lie, going a few rounds in Vampire Guy's Magic Thunderdome sounds like fun, but we've got bigger fish to fry. Well, not so much fish as that ginormous, invulnerable sewer monster that swallowed the Sanctum. Gì? The venom creature surprised me before. He will not. Venom thì nó khiến tôi bất ngờ đó. Venom đúng là một dạng quái vật này. You better steer clear of him and his creepy slime shield for a while. Strange, Caretaker, and the rest of the funky bunch can try and magic their way through that shield all they want. If my time as a pilot taught me one thing, it's that sometimes you've got to find a workaround. As in Hydra, they've got to know the way inside. Steve's always said they aren't much for talking, but then again, I'm told I can be rather persuasive when I need to be. Không hiểu cho lắm. Dịch thử câu này. Just how far are you willing to go, Captain? Let's just say that I'm willing to unleash the power. Em này bị dính một cái năng lượng ngoài vũ trụ vụ nổ gì đó, nên bây giờ có cái siêu năng lực này luôn. Quantum what? You'll see. Find me in the war room when you're finished here. There's a few things we should Welcome back from the dead. Có cái đồ à, có đồ nhặt. Đây nữa. Nhóc cái gì? Hey. Em này chất lừ vậy. Oh, hey. Ôi chào. Welcome, Hunter. Nothing is certain. Xem em này hướng dẫn mình cái gì nào. These readings are too distinct to ignore. The gamma. The gamma signature is complete. Thanh niên này số máy gì đó. The daughter nuclei are being reabsorbed into the parent nuclei. Hút gà, hút gà. Impossible. If the gamma signature from the Sanctum is really that unique, Bruce, then couldn't we just... Rồi xong. Still working out a few gremlins in the system. Try sunlight, and whatever you do, avoid water. Thử cái cọng mà sáng sáng á. We should be able to track this new gamma signature to its source then, right? I do it myself, but we seem to be having a little IT trouble today. Cái tuần hết chạy rồi. Đây là hệ IT của chúng ta đây. Central here is ready to grind through that data like chum. What exactly is a central? Chắc về sau mình mới là được vô IT chung với hết. Chung với thằng Hút thì nó có biến hình không ta?
We'll figure it out later. Sending coordinates now. Hope your gremlins enjoy gamma spectroscopy. Ah, well, he's been a little moody lately, ever since, you know, the problem, big old green guy. I heard that. Tôi nghe đó. Banner can't turn into the Hulk. Banner bây giờ không biết hình hút được nữa rồi. Không biết nên vui hay nên buồn luôn. Oh, hey, come on. Happens to everyone. Well, okay, not everyone. Nice work, Bruce. I know that place. Đây là cái nhà kho bị bỏ hoang hả? Một phần của mà mấy cái bọn phân quỷ phá trong cái thị trấn này. Anybody up for paying it a visit? Chỉ là đợt này có em đó đi rồi. Aww, see that? Teamwork goosebumps. Find me when you're ready. Rồi, bây giờ bộ ba này tiếp tục đi đến nhà kho bỏ hoang đó, coi có vấn đề gì nữa không? Chỗ này chắc hút biến hình người thì chúng ta mới đầu đi được. Vô mà có hút chung tem. Được cái cổ vật này nữa nè. Bộ 3 level 2 hết. Ok. Trời, một cái khăn ngang hông. Đi hai nắm, hai nắm. Em này nó mở sẵn cổng cho mình chưa? Tính thử trận này nữa ha. Nãy giờ chỉ là giới thiệu vài cái tính năng mới của mình thôi, chưa có sâu vô cốt truyện nhiều cho nó. Trận chiến trên các máy à? Probably can scratch abandoned off the description of this place. Chỗ này không phải bị bỏ rơi nữa đâu. Getting all sorts of weird down there. Johan Fenhoff. Johan Fenhoff hả? Thanh niên này dễ chết thôi nhưng mà vẫn còn sống. Cái thằng thông minh nhất ở trong phòng này đó là một căn phòng nhỏ mà thôi, đúng tròn nhỏ luôn. Nó đang thí nghiệm cái gì vô cái thùng nữa kìa. Gamma and magic. I need you to use your science brain on this one, Bruce. We need to approach this situation carefully. Combining those energies is an explosive proposition at best. Nó quay gì không sợ nổ hả? Not hammer, stealth, not strength. Yeah, I don't do stealth. Quá lén lút gì hết. Kill them. Đấm nó. Có hai thằng gì đó. I always consider Faustus a bit of a crackpot, but his fundamental science. Mấy này nó còn chả có máu nữa. Con này có máu nè. Surely exploded otherwise after your display, Carol. Learned it by watching you. 24 máu. Ồ, mấy này máu cao nha. Lá này cũng chưa cần đâu. Nút bon 20 đam, 2 phát. Xài mấy cái lá quýt này trước, giết mấy thằng tôm thép đi, để mình tích cái điểm đó lên.
exactly what I needed. Playtime's over. Double kill. Interesting. Vẫn còn máu nữa, còn hai máu nữa. So that's how that works. Gạt nó luôn đi. Hơi thừa đam tí nhưng mà không sao. Gạt nó luôn. We will never forsake her. Cái gì nó bắn súng 12 thâm. You will have to do better than that. Một bài. I've never been one to buy into the science of magic, but the data I'm seeing is hard to ignore. There are more things than that ratio. You know you're talking to a vampire, an alien hybrid, and a resurrected demon hunter, right? Ba thằng thắng một hàng nè. La yeah. Nó chảy máu rồi tôi sao nữa, tự chết à. Hơi bị thừa đam luôn á. Lên cấp luôn. Nữa hả? À, nó bỏ chạy rồi. Rồi nó đưa cái thiết bị gì ra để nó cứu hành mình rồi. Cái méo gì ghê vậy bạn. Chơi cái gì đây? Hấp thụ luôn cái nguồn sức mạnh này hả? Toàn rồi, toàn rồi. Ghét bằng niềm á. Ông sếp này ông nghĩ sao mà bắt tôi mà đụng vào cái chỉ đại như thế này được. Bây giờ mình phải cứu cái cục này. Noted, Carol. Perhaps you might direct all that energy towards your newfound adversaries instead. And the mysterious cargo they're attempting to escape with? Phá hết lớp giáp nó thì mình mới đánh nó được. Hết. Tool là máu nó không có hồi nè nghe. Vì hồi nãy cái tool trước biết gì tôi hồi máu rồi chứ không có đánh nhau như thế này đâu.
khiêu khích nó, nhưng mà tăng thêm cái đâm lock, knock ball. Even the best can get better. Này nó thủ châu phết đó chứ. You are lucky to still be breathing. Take this. Leave some for the rest of us. Này là sao? Không dậm nhảy được cũng không đẩy được. Một điểm nữa hả? À, nãy bấm lộn nút. Mình mất máu hơi bị nhiều đó nè. Ây dạ. Trốn luôn rồi. Chả nó còn gửi quân nữa. Lựu đạn á, đánh xong chạy về nó thủ ở đây đi. Preliminary analysis of the blast confirms high levels of gamma and various unknown energies. Unknown to you. There is dark magic at work here. We must not let Hydra escape with it. Có photo beam rồi. Ba cạc. Bốn này thẳng hàng là một hit nó đi luôn rồi đó. Không đủ để xài cái lá này đâu. Ít 4 luôn. Bây giờ còn một lá cuối cùng. Này nó thủ cứng phết. Miếu thấm. Sao nó cứ đánh mình không vậy? Nữa hả? Bốn thằng, ba thằng thì thắng hàng.
kiếm đá photo bem nữa là được. To be crystal clear, we won't be able to recreate Faustus's experiment or track potential future variants gamma signatures without a baseline resonant sample. Thằng này 60 máu. Một lá này là có thể tiễn nó được khá nhiều. Thích cái lá này luôn thì nó ngon hơn. Sao cái lá này 40 mà lá này có 32 à? Ủa? Hình như nó hư mất mẹ rồi. Hư mất mẹ rồi. Phải thiệt. Chỉ đúng tôi nói gì á. Ôi ôi. Nữa hả? These delays can be quite frustrating. Infuriating even. I suppose by now I'd normally be tromping through the warehouse hurling the puny truck at the moon. Don't worry, Bruce. I've got a pair of torn purple pants with your name on them. Lấy được cái cổ vật nào. One less thing to worry about. Approximately 16,342 more to go. I suggest starting with the remaining Hydra forces in your vicinity. Was that truly your best? Hydra standards have fallen a great deal. Rồi, xong quét. Không biết còn đấm với nhau gì khó khăn hơn nữa không? Chứ như thế này thì nó đơn giản quá. What is this thing? Bad guy crane. Full of bad guy stuff. Những cái thằng xấu thì sẽ làm ra những cái đồ vật xấu thôi. Tôi biết cái ký hiệu này. Đó là của cái cuộc đi săn đầu tiên á. Một thứ gì đó liên quan đến chúa và quỷ. Very spooky. Designed to contain powerful magic. Be careful. Got it. Don't cross the streams. Never do. How about we get this thing back to the Abbey and see for ourselves? Vác nguyên cái thùng này về luôn. Ủa sao có hai sao lần sau? Mấy cái lá quýt đó nó rất là quan trọng luôn để đánh mấy thằng tôm thép một hit.
Nhưng mà mấy cái lá đó thì vô gặp cái con báo châu hay là đánh boss gì đó như con Venom ấy thì nó lại rất là khó. Nice job out there, kid. I mean, I didn't get Hydra bombed until my 10th run with the Avengers. Kid? You do know that I'm a good 3 centuries older than you, right? Then you've got a lot of catching up to do. Mình ngủ đã ba thế kỷ rồi, okay, ba thiên niên kỷ rồi. Tonight. Sure about that? Last one got a little heated. The Eternal Spirits of Vengeance take technical fouls very seriously, especially in the fourth quarter. Forget it. Tonight is movie night. Tối nay coi phim, tối nay chơi game đi. It is always movie night. Luôn luôn là coi phim cả. Out of jail again. Who made this game? Wilson Fisk. Well, if parking is free, clearly no one from Manhattan. Cái này gọi là cờ tỷ phú hay cờ cái ngựa. All work and no play is how we ended up with Ultron. Tối ngày làm việc mà không có chơi thì cũng có đó. Cậu đâu phải Ultron đâu. Coi chơi gì giờ? Coi phim. Hay là chơi với hai anh niên kia, hay là đi đánh cờ. Should rest. Another time. Lúc khác mới nghỉ ngơi. Đừng nói đi ngủ nữa à. Let me see. How did this work again? Em đã gửi cái gì trên này cho mình đây? Này 8 tiếng trước rồi. À. Gửi tin nhắn riêng tư cho mình nè. Rủ mình đi chơi nữa rồi. Cái gì đó. You answered. Getting hard to keep finding ways to say open door around here. And despite what Robbie says, I don't think the staff of one speaks High Elven. Blood magic stuff. Giường của Charlie đó. Cool room. Spacious. Aw, is that bed for Charlie? Yes. So, if you're planning on giving me some sort of brooding code of the stoic warrior speech, I'm immune. Just ask Blader Magic. From what I just saw out there, whatever crazy ancient living weapon stuff Caretaker put you through back in the day did a real number on you. We got a lot of work to do. Work? Yeah, talking to people, making friends, basic human stuff, or quasi-human. Muốn mình hòa đồng với mọi người hơn, đi gặp gỡ kết bạn gì đó. Nico, I was just hydra bombed. I could use some rest. You and me both. Been bad dreams every night for me lately. Em này cũng dạng là một cái phép thuật hắc ám giống như mình ám ảnh vậy đó. She... Never mind. Wanda cũng là từng là một nạn nhân. I will meet you outside. Yes, I'll go nuke us some popcorn and you pick out a movie. Rồi, lại bắp gan vào coi phim nữa. Em nó diễn mà. Outside, needed to cool off. Really need to hang a fan over that forge or maybe crack open the casket of ancient winners a little. Rồi, gái ngủ đi chơi thì mình đi thôi. Có cái gì mới mẻ trong đây không? Không có đồ gì để mình loot hết. Không có chìa khóa Arcane nào hết. Phòng này của ai đây? Đóng cửa cho này. À có cái logo đó luôn kìa. Gì? Chiêu quá vậy? Phải vậy thôi đó. Đêm hôm rồi, vô nhà đi anh niên ơi. Đi nhặt ba cái này đúng mệt luôn á. Hả? Buổi tối nó đóng cửa à? Rồi em muốn gì? Well,
We can start you out with one of my favorites. Mấy trăm năm rồi có coi phim đâu. It's cool. I can wait. Có chơi gì khác không em ơi? Cắt kéo đồ chẳng hạn. Ngày nào cũng phải đi nhặt ba cái hộp hộp đấy cho nó. Mấy cái nến nhìn nó màu vết đó. Rồi, muốn coi phim thì coi phim. Có tay cầm chơi game luôn à. Xịn sò hơn cả tôi nữa nha. This entire situation's gotta suck for you. Not just the whole resurrected chosen one thing. I get why facing Lilith won't be easy. I was 15 when I found out my mother was capital E evil. Sorry to hear you went through that. It was bad, but I learned to deal with it. It's the only way forward. Cái phim gì đây ta? Cậu bòi mình dính tay à? I'm glad my mother is gone, but yeah, at times I just want to hear her voice again. Some days I'd give anything to make that happen. Makes me hate her even more. Này sống có vẻ khó khăn quá. Lily, Lilith thì chưa bao giờ nhắc về mẹ của mình. Mà mình ai? Mình là con của bà mà. Coi. Đừng có đem cái chuyện bản thân nha. An ủi em đó thôi. Đem cái chuyện bản thân mình đi so sánh với người khác không có tác dụng gì nhiều cả. Enough about our crappy parents. You missed out on decades of good movies. It's my solemn duty to fill this knowledge gap with the best examples I can provide. So, the first thing you need to know, the glowing briefcase is a metaphor. Tặng quà cho em nó. Quái. So, what did you think of the movie? Lần được 9 điểm luôn nè. I understood more than I should. How? You've been dead for 3 centuries. Mình đã chết 3 thế kỷ trước rồi. Not exactly. I recall a deep slumber. Mình chỉ là ngủ sâu ra thôi. Chứ không thực sự gọi là chết nữa. I dreamt. Nhưng mà mình vẫn thấy mơ, nhận thức được nhiều rất là nhiều thứ khác luôn. Tất cả những cái thế giới mà hiện thực này nó xảy ra thì giống như trong giấc mơ của tôi nhớ. Nghe rất là ghê đó. No, I think of it like this. I know what a car is. Mình biết cái gì gọi là chiếc xe nhưng mà mình không biết cách để mà lái nó thôi. You're up to date, but not omniscient. Then I'm guessing you don't. Nói chung là mấy trăm năm nằm trong cái lăng mộ vẫn biết những cái gì xảy ra ở bên ngoài, vẫn cảm nhận được nó. Nhưng mà gọi là chỉ là biết gia tông bên ngoài thôi, chứ không gọi là trực tiếp tiếp xúc với nó. Cái gì? Gọi là công ty một người hay là người chúng chạy? I had some questions about your staff. Sure. But first, the basics. The staff of one interprets words or phrases as spells, but it can only cast a spell once. No repeats. Can you tell me how the staff of one functions? It's blood magic, so my own blood is required to summon it. Cái gậy đó chỉ xài một lần thôi. Chứ không phải dịch cái kiểu công ty một người như nãy xài rồi. Dạng như cái trượng nó dùng một lần, phải dùng chính cái máu nó hiến tới là để mới thể chạy được. Kind of, and not always the way I expect. It's like making a wish, but you can never make the same wish again. Rồi, thôi. I should get going. Good timing. Looks like caretaker wants to speak rồi, with you. Bye em. Wow, I should get to bed. Time flies when you're hanging out. Đi nói chuyện với bà này. Looks like you're finding your way around. Kết bạn được rồi đó, một vài người bạn mới.
I was planning on getting some rest. Định nghỉ ngơi rồi, nhưng mà em nó lôi kéo quá thôi. Cái tivi này chắc cũng khoảng là 60 inch. For all we know, I'll be landing a jet on the roof with Mr. Stark this afternoon. Not quite like it was in the good old days. I remember many sleepless nights and blood-soaked days. Always on the hunt. I'll give you that. But there were times back then I wouldn't trade for anything. With both you and... Agatha? Where is Agatha? Agatha đâu rồi? I am sorry. I should have had this talk with you much sooner. Agatha thì không có sống lâu được như chúng ta. Agatha. She's no longer with us. What? That is impossible. She was so... fierce. Indomitable. Or maybe just kind to a fault. You do not have to. Rất là khó khăn cho bà. Thank you. Mình là vai vế cũng ngang bà này nè. Spoken to anyone about what happened. Gọi là chị em thì đúng hơn á. You deserve to know. Agatha died in an accident caused by her protege. Trong lúc bảo vệ Wanda. Wanda Maximoff, the Scarlet Witch. The Midnight Sun's latest recruit. A powerful spellcaster in her own right. Perhaps the most powerful Agatha and I had ever seen. Wanda's abilities were growing. Too quickly for my liking. Agatha was determined to help her. Wanda lúc nào là cũng quá là mạnh mẽ đây, nhưng mà rất là khó kiểm soát. Trong cái phim mà bác sĩ Chang hình như là đóng vai một cái nhân vật phản diện hoàn chỉnh luôn á. An accident, I'm sure, but... Cú hành Dr. Chang là ra bả luôn mà. Một mình em đó công nguyên cái thành. Incinerated in an instant. Not even ash to remember her by. The others were heartbroken, as was I. But I also saw the danger, the threat, if Wanda's powers were left unchecked. So I did what needed to be done. I sent Wanda away to the Sanctum Sanctorum to study under Dr. Strange. Cuối cùng thì bà này bà gửi mà Wanda về cái thư viện của bác sĩ Chang đó để học tập rèn luyện thêm. Bây giờ mình có thể chọn sáng hay tối hả? Chọn sáng á, mình là chỉ trích bà này, bỏ cuộc với em nó luôn, không quan tâm nữa. Còn chọn tối á, thì mình theo bà này, coi như là bà làm đúng đi. Người ta gánh cái công việc mấy trăm năm rồi, mình còn mới khen người ta là rất là khó khăn trong công việc đó nữa. Không lẽ bây giờ lại là nạt nổ bà? Wanda's powers were so out of control they cost a life. Your decision may have saved lives, if not the entire... Bà này mà có mệnh hệ gì cái là nguyên cái Midnight Sun này tan banh luôn á. Especially given her current situation. Wanda, Agatha, it seems we have lost them. Cuối cùng mất cả là Wanda với Agatha luôn. I conjured a small shrine to Agatha's memory on the grounds, hoping to find some solace, a way to move forward. You should pay your respects. Maybe you'll find what I couldn't. Bà này có đặt một số cái bia tiếng người với cái Agatha ở đâu đó trong vườn á, rảnh rỗi thì mình ghé qua đó. Cái năng lượng bóng tối với ánh sáng thì nó sẽ cân bằng. Nó có liên quan gì đến cái thẻ bài của mình không ta? Đây nè. Anh em để ý dưới cái thẻ bài á, nó có cái mà hình ánh sáng ngay đây nè. Đó. Thì tôi nghĩ là chọn về sáng á, thì nó sẽ thiên về những cái lá có khả năng hồi máu như thế này. Còn mình thiên về tối á, là nó sẽ thiên về những cái lá có khả năng tấn công như thế này. Đó. Cái lá bài của mình có thuộc là hai loại á. Nãy tôi có để ý cái phần này. Đây nè. Hunter mình lên level thì ngoài máu ra nó có còn tăng cái gì nữa không ta? Nhưng mà cái sáng tối của mình thì mấy em này không có em nào ảnh hưởng cả. Của em này vô tay mình luôn nè. Cái này bút cho đồng minh. Cái này gây quyền rủa. Một stun. Một điểm đánh dấu. Hoặc là một gây một điểm yếu. Một điểm vết thương. Nói chung là nó random hết tất cả thôi. Trời, gây 17, 34, 42 đâm. Nói chung là vẫn là random luôn.
Em này hệ hên xui à. Hèn gì cái cây gậy gọi là gậy xài một lần thiệt á. Cách phép cái là hết. Hai mươi trên 15 nè. Level up này làm gì? 11. Bessie là 10. Ô. Dùng tiền để mua à? Vui vãi. Đóng cái khố mà vô làm gì trời. Bộ này nó tăm tối. Cái này như trong cái DLC hay gì đó. Trời ơi. Cụ ơi là cụ. Shadow Witch. Cái này như lỗi ánh sáng gì á. Chứ tôi không nghĩ là cái mặt điên thui như thế này đâu. Cái nào cũng có đóng cái khố rồi vô nhìn. Miếng vải này vác bên vai đó. Bộ này đẹp hơn. Nó rất là gọn luôn. Ừ. 300 tiền là mua được rồi. Mấy cái tiền này tôi nghĩ cũng khá là dễ kiếm. Trời ơi, mặc đồ bơi. Nên đủ điểm tình cảm là mặc đồ bơi được đó hả? Cái bộ đồ này 50 tiền. Kim thời trang à. Chó này nó sẽ dẫn mình đi thăm mộ của Agatha. Rồi thôi, nay đến đây được rồi. Game này cũng khá là cuốn, có nhiều cơ chế cần phải khám phá thêm lắm. Nói chung là chỉ đến đây thôi. Có thời gian thì tôi nhất định sẽ chơi thêm. Nhưng mà có rảnh quay video không thì cũng hên xui lắm. Rồi, ok, bye bye anh em.